Kính chào quý khán giả, Kim Ngân rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tỷ Phú Omo quay thưởng số thứ 11. Đây là một giải thưởng rất may mắn, bởi cơ cấu ban đầu chỉ có 10 giải. Vậy ai sẽ là Tỷ Phú Omo thứ 11? Chúng ta sẽ biết ngay sau khi trao thưởng cho Tỷ Phú Omo thứ 10. Trong cái nắng vàng ươm của tiết trời mùa xuân ở miền Đông Nam Bộ, tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, không khí trở nên tưng bừng khi đoàn lân sư rồng của Omo đã mang tài lộc và may mắn cho gia đình chị Bùi Thị Kim Loan vừa trúng giải tỷ phú của Omo. Xin chúc mừng chị đã trúng giải tỷ phú 1 tỷ đồng. Tôi cũng rất vui mừng khi được nhận được giải tỷ phú này. Nhưng tôi cũng mong muốn rằng ra nhiều giải, nhiều hơn nữa để cho bà con làng xóm được hưởng nhận với tôi vậy. Chúc mừng gia đình chị Loan. Thưa quý vị, ngày hôm nay là chương trình quay số trúng thưởng thứ 11. Thành phần giám sát gồm có đại diện Sở Công Thương, đại diện Cục Xúc Tiến Thương mại, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG, đại diện nhãn hàng Omo và đại diện người tiêu dùng. Lúc này, hệ thống máy tính đã sẵn sàng để tìm ra chủ nhân thứ 11, chủ nhân cuối cùng của giải thưởng 1 tỷ đồng. Và bây giờ xin mời đại diện người tiêu dùng lên nhấn nút quay số để chọn ra một mã số ngẫu nhiên trúng thưởng. Bây giờ chị sẽ nhấn nút bắt đầu, sau đó nhấn nút kết thúc để chọn ra một mã số ngẫu nhiên trúng thưởng. Mời chị. Chúc mừng khách hàng có mã số BN2C6KB9TN đã trở thành tỷ phú Omo tiếp theo. Khách hàng nào đang giữ trong tay bao bì Omo có mã số trên, vui lòng liên hệ ngay với ban tổ chức qua đường dây nóng 0838236651. Ban tổ chức sẽ xác minh và đến trao thưởng tận nơi. Cảm ơn chị. Quý vị thân mến, tỷ phú Omo thứ 11 cũng đã khép lại hành trình mang niềm vui, thêm may mắn của Omo đến người tiêu dùng và xã hội. Nhìn lại hành trình tỷ phú Omo đã qua, giải thưởng 1 tỷ đồng không những mang đến giá trị về vật chất, giúp nhiều gia đình đổi đời, mà còn mang đến sự đổi thay về cuộc sống tinh thần, cũng như mang lại nhiều hành động tốt đẹp cho xã hội. Và đó cũng là mục đích của Omo khi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ mời quý vị hãy cùng nhìn lại 10 gương mặt trúng thưởng tỷ phú Omo trên khắp cả nước. Chị Tưởng Thị Mỹ Dung ở Đà Nẵng, chị Hà Thị Bích Thủy ở Bắc Cạn, chị Huỳnh Thị Thủy Vân ở Bà Rịa Vũng Tàu, anh Nguyễn Anh Vũ ở An Giang, chị Phạm Thị Nga ở Bình Dương, chị Vũ Thị Yến ở Nghệ An, chị Lưu Thị Đề ở Ninh Bình, anh Trương Vĩnh Phúc ở Bến Tre, chị Lê Thị Ánh Tuyết ở Bà Rịa Vũng Tàu và chị Bùi Thị Kim Loan ở Đồng Nai. Thay mặt nhãn hàng Omo, cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ Omo trong thời gian qua. Chúc quý vị sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào tạm biệt.